Kết quả ADN cho thấy cô Lâm Bối Lạp và Tuyết Cơ có quan hệ huyết thống. Lần này có cơ hội đứng đây hát ca khúc của mình cho mọi người nghe, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Mong là mọi người sẽ thích nó. Tôi rất mong đợi buổi tối ngày hôm nay. Khoảng cách năm ánh sáng giữa anh và em, tập 16. Cái nào đây nhỉ? Mau nhìn kìa, nhìn cô ta đi. Như lúc này chụp hình đi. Này này, nhìn kìa, chính là cô ta đó. Vậy sao? Trùng hợp quá. Mà có bài trang nhất rồi. Mau chụp đi. Chụp đi nhanh lên. Nhìn bên này đi. Chụp thêm mấy tấm nữa. Mau tranh thủ chụp đi. Người kia là ai thế? Nhìn thấy không? Là bạn gái cậu ta hay sao? Đúng đấy, mau chụp đi. Tuyết Cơ. Em có quen cô ấy hay không? Cô ấy là tổng giám đốc của công ty anh. Đó là em gái của em. Hơn 1000 năm rồi, cô ấy vẫn rất tâm muốn hãm hại em. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Ngọc Hàm. Ngọc Hàm. Ngọc Hàm, tỉnh lại đi. Mặc kệ ta. Ngọc
Ngọc Hàm, muội nhất định phải gắng gượng lên. Bây giờ bên ngoài còn có truy binh, cố chịu một lát đi đi. Muội đói rồi đúng không? Ngọc Hàm, muội nhất định phải gắng gượng. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi, muội nhất định phải tiếp tục sống. Muội dựa vào đây một lát đi, ta đi lấy nước cho muội nha. Ngọc Hàm, muội không sao rồi. Vết thương trên mặt của muội sao không còn nữa? Vì sao lại cứu ta? Tuyết Cơ, Tuyết Cơ, hình như Ân Sơn tìm thấy chúng ta rồi, ta đi xem sao nhé. Vậy nên cô ấy mới hận em đến thế, luôn nói rằng em là cơn ác mộng. Lai Ân Sơn đã từ bỏ tất cả, đưa em tới một ngôi làng vô danh sinh sống. Nhưng thật ra anh biết. Anh biết cái gì cơ? Anh biết vì sao Lai Ân Sơn lại giết em. Người dân trong làng coi em như cọng rơm cứu mạng, muốn uống cạn máu của em, ăn sạch thịt của em để chữa bệnh cho mình. Lai Ân Sơn muốn tạo ra hiện trường giả để lừa người trong thôn. Anh ta vì muốn cứu em cho nên mới giết em. Quá ra 1000 năm nay em vẫn luôn muốn biết gì sao? Dường như em sống chỉ vì câu trả lời này thôi. Quá ra em chưa từng nhìn nhầm anh. Nhưng mà em đã phạm phải một sai lầm. Em đã cứu một ác quỷ. Em không muốn nhớ đến cô ta nữa. Vậy chúng ta không nói đến cô ta nữa. Không biết tình hình bên ngoài thế nào rồi. À đúng rồi, vừa nãy hình như em thấy Lý Triết tìm em. Buổi họp báo của anh phải làm sao đây? Còn chưa hát xong nữa mà. Có hát hay không cũng không sao đâu. So với việc hát, anh thích ở bên em hơn. Nhưng mà sao anh ta cứ tìm em suốt thế? Anh ghen hả? Không có. Được rồi, em ra ngoài xem sao nhé. Thế Nhất à, có thể ra ngoài rồi. Thế Nhất, theo em nào. Thế Nhất, anh làm gì thế? Sẽ bị phát hiện đấy. Người bị phát hiện là em đấy. Nhưng trong phim toàn diễn như vậy mà. Nhưng đây không phải là trong phim. Đây là thế giới hiện thực. Lý, Tuyết, Cơ. Anh muốn làm gì?
dọa em thôi. Có giỏi thì làm thật xem nào. Sao thế? À không sao, tối quá cho nên em không nhìn thấy, vết thương nhỏ thôi mà. Sau này không được rời khỏi anh nửa bước. Lâm Bối Lạp, có phải hay không? Không đúng, cô ta không phải là Lâm Bối Lạp. Người đó là em gái của em. Cô ta tên là Liễu Ngọc Hàm. Những người này là người bị cô ta giết hại trong thời gian gần đây. Đây chỉ là những người tôi tìm được, chắc còn nhiều hơn thế nữa. Những người này, có người là cha mẹ của người khác, có người là người yêu lâu năm, còn một số người mồ côi từ nhỏ nữa, không có người thân, không có bạn bè, thậm chí chết rồi mà giờ cũng không ai hay biết. Những người này giống như có thể sống trên thế giới này một cách bình thường, nhưng vì cô ta mà họ bị chôn vùi trong đất, không bao giờ được thấy ánh mặt trời nữa. Thế nên lúc trước anh hỏi tôi, trên đời này còn có người nào khác giống như tôi không? Là muốn ám chỉ cô ta sao? Cô ta là người đã giết cha mẹ tôi. Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Không được, em làm như vậy quá nguy hiểm rồi. Lý Triết à, lúc trước tôi đã nói với anh rồi đúng không? Nếu trên thế gian này có người giống như tôi thì thật sự rất nguy hiểm đó. Cô ta coi rẻ mạng sống của người khác, cướp đoạt gia đình của người khác, muốn làm gì thì làm, còn không bị trừng phạt nữa. Người như vậy do tôi cứu sống. Cô ta là em gái của tôi, còn chỉ có tôi mới giải quyết được thôi. Cố Thế Nhất ơi là Cố Thế Nhất, buổi họp báo của cậu chưa hát được một bài. Mặc kệ truyền thông, phóng viên kéo người chạy đi mất. Cậu chạy đi thì vui rồi. Có biết chúng tôi thu dọn đống rắc rối của cậu gây ra như thế nào hay không? Nào lại đây, cậu nhìn thớp từ khóa tìm kiếm đi. Bạn gái Cố Thế Nhất. Bạn gái Cố Thế Nhất là ai? Hợp báo Cố Thế Nhất. Cậu nhìn đi. Tôi chưa từng thấy nghệ sĩ nào khiến người khác lo lắng như cậu đó. Cậu chưa ra mắt để gây ra một đống chuyện rồi. Cậu có biết bạn gái của cậu ta là ai không? Bao che cho nhau đúng không? Không sao đâu giám đốc. Lúc trước tôi cũng đã nói, chúng tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của nghệ sĩ. Buổi họp báo lần này tuy có chút sai sót, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Mọi người đều rất tò mò, độ hot cũng tăng lên theo. Cũng coi như trong cái rủi lại có cái may. Mấy hôm nữa tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc. Anh bảo người bên phòng tuyên truyền tập trung một chút, để mọi người đều quan tâm đến Cố Thế Nhất. Thế Nhất, gọi cả bạn gái của cậu đến đi.
gây ra bao nhiêu họa như thế. Cũng đến lúc gặp mặt rồi. Cũng đến lúc nên gặp nhau. 1000 năm rồi, cũng nên kết thúc thôi chứ. Cô ta còn chưa biết là em đã biết hết mọi chuyện rồi. Như em dặn, anh đã dường như không biết gì hết. Cũng nói là đưa em đi vì sợ truyền thông sẽ viết linh tinh. Em chắc chắn muốn đi hay sao? Tất nhiên, chuẩn bị xong xuôi hết rồi mà. Em không đi thì lãng phí lắm. Anh rất lo em sẽ bị thương đó. Có gì mà lo chứ. Em đã sống 1000 năm rồi đấy. Cây cũng thành tinh luôn rồi đấy. Vậy thì em thành tinh chưa? Đừng có chọc em nữa. Cứ chọc đó. Đừng có chọc em nữa mà. Sao thế? Bị thương còn chưa khỏi nữa. Lần trước chẳng phải 2 ngày là khỏi rồi hay sao? Đã mấy ngày rồi sao còn chưa khỏi nữa? Trêu anh thôi. Không muốn để cho anh chọc mặt em. Sao vẫn còn chưa khỏi chứ? Tổng giám đốc Lý, lâu rồi không gặp. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng vậy, nghe nói anh có một dự án mới ở nước ngoài. Thế nào? Lát nữa cho dù xảy ra chuyện gì, anh đừng nhúng tay vào việc giữa tôi và cô ta nha. Anh càng cách xa càng tốt. Cô ta là người thế nào? Anh là người biết rõ hơn tôi mà. Đừng để bị thương. Đừng quậy. Hứa với tôi đi. Vậy còn em? Tôi sẽ không chết đâu. Anh quên rồi à? Đi thôi. Không ngờ trong tiệc tối cũng có thể gặp được anh. Đúng là niềm vui bất ngờ. Hân hạnh. Đây là... Chào cô, tôi là Khương Hòe. Chào cô, tôi là Lisa. Xuân Sơn và tôi có quan hệ rất đặc biệt đó. Cô hiểu nhầm gì rồi hay sao? Tôi và cô hình như chỉ có quan hệ đồng nghiệp thôi. Vậy sao? Tiếc quá, anh không nhớ rõ rồi. Vậy hai người nói chuyện đi, tôi đi trước nha. Này, cô đi làm gì? Tôi đi ăn chút gì đó. Đi thôi, tôi đi với cô. Lạ quá, Thế Nhất đâu rồi? Không biết. Tuyết Cơ tỷ tỷ, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Liễu Ngọc Hàm. Hân hạnh được gặp mặt các vị ở đây. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Trong một ngày quan trọng như hôm nay, tôi muốn giới thiệu một người với quý vị. Người đó là chị gái của tôi. Đúng là lâu lắm rồi tôi chưa gặp chị ấy.
Chị ấy là Lý Tuyết Cơ. Chắc mọi người đều biết hết rồi. Cô ta chính là Lý Tuyết Cơ à? Chị ấy là con gái nuôi của phú ông nổi tiếng Lý Thế Tông. Con gái nuôi, cũng là bạn gái của Cố Thế Nhất, nghệ sĩ trong công ty của chúng tôi. Bất ngờ quá phải không? Tôi chọn hôm nay để công bố là vì muốn cho mọi người niềm vui bất ngờ đó mà. Mong rằng mọi người vui chơi vui vẻ cùng nhau. Rốt cuộc cô muốn làm gì vậy, Liễu Ngọc Hàm? Làm chuyện xấu đó. Chị rõ lắm mà. Có điều, giờ tôi rất tò mò. Cố Thế Nhất chết rồi, và Cố Thế Nhất có bạn gái mới. Hai tin này, rốt cuộc tin nào sẽ lên báo trước đây? Thế Nhất đang ở đâu? Tôi đang nói chuyện với cô đó. Cố Thế Nhất ở đâu hả? Chị còn muốn nói chuyện với tôi sao? Vậy thì nói thôi. Ở đây nhiều người quá, đổi một nơi yên tĩnh hơn thì sao? Em không sao chứ? Bắn đi. Cậu từng giết người chưa? Có biết nổ súng thế nào không? Thả đứa cơ ra ngay. Ngay bây giờ. Được thôi. Cậu bắn chết tôi trước đi. Cậu có biết tôi không chết được hay không?